Nó các bạn mình mới ngủ dậy cho nên là cái mắt nó còn hay bị sưng, nó bị lờ đờ, nhìn nó như dại, nhìn như một con đố nghêu khỉ. Xin các bạn đã quay lại vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ để đây xem cái gì ta? Làm một cái vlog tóm tắt về những cái the best of skincare trong năm này 2019, những cái điều mà mình yêu thích trong năm 2019. Tiên á thì hôm nay đã là ngày thứ hai của năm 2020 rồi, thì mình muốn chúc tất cả các bạn viewer, những bạn subscriber, những bạn đang xem cái vlog này sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe nè, có luôn nhiều may mắn, có gặp được tình duyên trôi chảy, có một làn da đẹp hơn, da đẹp hết mụn hết thâm để còn đón Tết tưng bừng. Ok không? Và bây giờ chúng mình không bắt đầu thôi. Let's go. Sau khi đã nghiên cứu đánh giá thì mình đã đưa ra năm hạng mục chính về những cái the best of skincare. Đầu tiên á, cái mà đầu tiên đó chính là về cái brand yêu thích, là về cái nhãn hàng mình cảm thấy là họ đã có những cái đóng góp cũng như là có những cái sản phẩm rất là tốt trong thời gian vừa qua. Và trong 2019 mình đã có cơ hội được sử dụng cái sản phẩm là mình mua ở nhà, mình bỏ tiền mua chứ không phải là họ gửi tặng mình để mình quảng cáo đâu, mình mua thiệt luôn á. Thì mình mua sản phẩm của họ thì mình cảm thấy là rất là xứng đáng cái đồng tiền. Thì cái nhãn hàng mà mình yêu thích nhất trong năm 2019 đó chính là Paula's Choice. Thì tại sao mình lại yêu thích Paula's Choice trong năm 2019? Bởi vì khi mà mình muốn tìm mua một cái sản phẩm nào đó thì mình thường nhìn vào cái brand hơn. Mình cái khuynh hướng của mình á là mình có một làn da nhạy cảm dễ mụn, cho nên mình sẽ tìm đến những cái brand mà nó thiên hướng về cái clinical đó, kiểu như là nó thiên về dược mỹ phẩm hơn á. Nó sẽ không có quá những cái bao bì đẹp long lanh lấp lánh như những cái hóa mỹ phẩm, sẽ không có những cái mùi hương rất là thơm, hoặc là có những cái thành phần rất là nổi bật như là bột ngọc trai vàng 24K, kim cương đen vân vân các thứ. Cái brand này họ sẽ luôn chỉ tập trung vào cái chất chính của cái sản phẩm đó để có thể giúp cải thiện cái case bệnh trên da của bệnh nhân. Ví dụ như là Paula's Choice có rất nhiều sản phẩm, và mỗi sản phẩm họ đều có liệt ra một cái mảng chính, như là dành cho da dầu thì nó sẽ có BHA hoặc là Pencil Peroxide, hoặc là về những cái sản phẩm serum trị thâm thì họ có như là Vitamin C, Niacinamide hoặc là Peptide vân vân vân. Vì thế là mình cảm thấy là Paula's Choice họ có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà R&D, là về cái việc mà nghiên cứu và phát triển trong sản phẩm của họ. Giá thì phải nói là cái hiệu quả của họ cực kỳ tốt, nhưng mà họ có một cái mức giá mình cảm thấy là nó khá là phải chăng. Thì cái mức giá của Paula's Choice thì không được xếp vào cái hàng bình dân hay là được xếp vào cái hàng luxury. Thì Paula's Choice có mức giá tầm, giá tầm trung á, cái giá của nó là cái tầm khoảng trên dưới 1 triệu á. Những sản phẩm khác như rửa rửa mặt, tẩy rửa hoặc là tẩy da chết toner thì nó cũng đó là khoảng 500.000 thôi, cho nên cảm thấy là giá nó không có quá mắc. Thì mình thấy á, mình sẽ đưa ra một cái so sánh nó khá là nhạy cảm. Thì mình cảm thấy á là Kiehl's và Paula's Choice họ có cái mức giá khá là tương đồng với nhau, và cái concept trong cái cách làm việc của họ cũng khá tương đồng với nhau. Tuy nhiên nếu mà cho mình chọn thì mình sẽ thiên hướng chọn những sản phẩm Paula's Choice hơn, bởi vì mình thích những sản phẩm thiên hướng về đặc trị hơn. Còn Kiehl's thì mình cảm thấy là họ vẫn có những cái thành phần đặc trị đó, nhưng cảm thấy nó không thực sự là mạnh nó, bởi vì mình cảm thấy là nó có còn khá là nhẹ. Mình nghĩ là Kiehl's thì da nào xài cũng được đó, kiểu như là cái hiệu quả của nó khá là chậm hơn so với lại Paula's Choice. Rất rất thích ở sản phẩm của Paula's Choice là họ luôn luôn khai phá và cũng như là tìm tòi và phát triển cái sản phẩm của họ để làm sao phù hợp với tất cả mọi loại da. Mình cảm thấy là cái thành phần trong các sản phẩm Paula's Choice rất là lành tính luôn, họ luôn luôn biết cách minimize những cái, bỏ đi những cái thành phần không thật sự hữu ích để giảm đi cái rủi ro kích ứng cho da của tất cả bệnh nhân. Ngoài ra thì đằng sau đó thì Paula's Choice còn có những cái thông điệp mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời cho những bạn mà đang muốn tìm hiểu về các lĩnh vực skincare, bởi vì mình đã đọc qua nhiều cái tài liệu về cái người sáng lập, thành lập ra cái công ty Paula's Choice, chính là bà Paula Begon. Thì bà là một diễn giả, một người sáng lập nên công ty Paula's Choice tại Mỹ. Thì bà đã có rất là nhiều cái quyển sách, những cái hành trình, những cái nghiên cứu rất là để đời cho cái ngành công nghiệp làm đẹp cho thế giới. Cái mục thứ hai mình muốn nói tới đó chính là về cái favorite ingredients, có nghĩa là cái hoạt chất mình cảm thấy là đã cho mình rất là nhiều cái công dụng tốt, cũng như là mình cảm thấy là cái hoạt chất này thật sự phù hợp với làn da của mình và những bạn mà đang tình trạng mụn thâm. Đó chính là một cái hoạt chất của mình đã nói trong cái vlog gần đây, đó chính là cái azelaic acid. Thì azelaic acid là gì? Thì biết đó là ngoài ra còn có những cái chất mà đã rất rất là thần thánh và luôn luôn được mọi người ưa dùng, như là
retinoin, hydroquinone, multivitamin C, niacinamide, vân vân vân. Tuy nhiên mình muốn nói tới azelaic acid bởi vì mình cảm thấy là cái chất này á nó kiểu như là nó vừa xuất hiện gần đây á, mặc dù nó không có quá mới, tuy nhiên nó là nó sẽ đã không có xuất hiện trên quá nhiều sản phẩm và nó đã cho mình một cái hiệu quả rất là mong đợi luôn so với những cái hoạt chất khác mình đã từng trải nghiệm á, cho nên mình cảm thấy là cái chất này là một cái chất mà mình đã rất là yêu thích gần đây, cho nên mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, đặc biệt là những cái sản phẩm chứa cái chất này á nó không có quá đắt nữa, nó phù hợp với những bạn học sinh sinh viên luôn, cho nên là các bạn không cần phải trả một cái giá quá đắt đỏ để sở hữu một cái chất hoạt chất thần thánh. Thì công dụng của azelaic acid là gì? Thì azelaic acid là một cái hoạt chất nó rất là an toàn, nó có thể dễ dàng kết hợp với những cái hoạt chất khác mà không có bị kén. Ngoài ra thì cái nó còn có hiệu quả về cả việc trị thâm và trị mụn luôn. Những cái tế bào melanocytes bất thường này nó cơ chế nó sẽ tạo nên những cái tế bào melanin đậm màu hơn so với những cái tế bào melanocytes thông thường khác. Vì thế là cái hậu quả nó sẽ tạo nên những cái đốm nâu tối màu hơn so với những cái vết thâm khác. Nhưng mà AZA có cái cơ chế có thể áp lực và phá bỏ những cái tế bào melanocyte bất thường này. Vì thế là nó sẽ có hiệu quả trên những cái đốm nâu này và nó có thể đánh bật cái đốm nâu này trong vòng khoảng 4 tuần cho đến 4 tháng. Tùy vào cái tình trạng của cái đốm thâm nâu đó, có thể nói là cái thời gian này nó sẽ khá là chậm so với những hoạt chất khác như là hydroquinone, nhưng mà acid A được nghiên cứu là nó an toàn hơn rất nhiều so với hydroquinone. Nhưng mà các bạn nên nhớ là các bạn nên sử dụng acid A trong tầm khoảng 10-20% thì mới có hiệu quả, đặc biệt là những cái mà đốm nâu dai dẳng thì các bạn nên sử dụng nồng độ tầm khoảng 20% thì nó có sẽ có một hiệu quả rõ ràng và nhanh chóng hơn. Thì ngoài ra azelaic acid còn có tác dụng trên những cái đốm mụn viêm, những cái đốm mụn ban đỏ mà các bạn thể thường thật thấy mà nó xung quanh cái vùng miệng này nè, bởi vì nó đa số là những cái mụn nội tiết á, thì khi các bạn chấm những cái AZA này lên thì nó sẽ có tác dụng trong việc dịu cái đốm viêm đó và nó thể giúp kiểu như là đẩy cồi ra nhanh hơn. Tuy nhiên á, mà để cho nó trị diệt cái tận mụn đó luôn á thì các bạn phải nên sử dụng một cái hoạt chất trị mụn tốt hơn như là benzoyl peroxide, sulfur, như là retinoid, BHA v.v. Thì theo những cái nghiên cứu mà đọc được á, thì azelaic acid có nồng độ tầm khoảng 15-20% nằm trong một cái formula tốt thì nó có thể có một cái hiệu quả tương đương với tretinoin 0.05% hoặc là so với 5% benzoyl peroxide, nhưng mà nó sẽ có những cái rủi ro thấp hơn, ít gây kích ứng hơn so với tretinoin hay là benzoyl peroxide để lại. Ngoài ra, AZA sẽ không có cái tính năng tẩy tế bào chết hóa học mạnh mẽ như là AA hay là BHA như mình đã nói trong những cái clip trước, nhưng mà nó sẽ có thêm những cái tính năng đột phá như là về cái việc chống oxy hóa, và đặc biệt đó là cái giá thành của những sản phẩm chứa azelaic acid thì nó sẽ không có quá đắt. Ví dụ ở đây thì mình có một cái sản phẩm đó chính là cái Mekaduo này mình đã nói, thì cái giá thành của nó khá là rẻ, tầm khoảng trên dưới 100.000 có chứa azelaic acid và có alpha hydroxy acid nữa, thì mình cảm thấy là cái sản phẩm này nó giúp đẩy mụn ẩn và làm lành cái vết mụn cũng như là trị thâm khá là. Vấn đề thứ ba mình muốn nói tới đó chính là về beauty gadget, có nghĩa đó chính là những các thiết bị làm đẹp mà mình yêu thích. Thì thật ra mình cũng không phải dân mà kiểu giàu có và có rất là nhiều tiền để sắm sửa các thiết bị làm đẹp như là máy đẩy dưỡng, mặt nạ ánh sáng, rồi máy căng da, rồi cái thứ vân đâu, tại vì mình vẫn còn là học sinh đó, cho nên mình cũng không có quá nhiều tiền để mua những cái thiết bị làm đẹp đắt đỏ này. Trong năm 2019 vừa qua mình đã sắm một cái thiết bị làm đẹp nghĩ là rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo mình đã bỏ ra được, đó chính là cái, các bạn nhớ biết đúng không, đó chính là cái Foreo Luna Mini Bar. Cái sản phẩm này là mình không được sponsor nha, thì mình cảm thấy là cái sản phẩm này cực kỳ là đáng luôn, bởi vì mình đã mua, mình trước đây á, mình đã xài những cái sản phẩm máy rửa mặt mà giá bình dân, mình nghĩ là nó, nếu mà nói cái brand ra thì chắc chắn các bạn có biết. Mình sẽ không nói đâu. Cái máy rửa mặt đó mình mua tầm khoảng đâu đó khoảng 700-800 ngàn đó. Thì mình xài, lúc đầu mình xài mình cảm thấy rất là thích, bởi vì đó là lần đầu tiên mà mình tiếp cận với một cái loại công cụ rửa mặt cho mình, mình cảm thấy là nó sạch hơn cho da mình cảm thấy là nó quá là ổn rồi. Nhưng mà sau khi mình đã sử dụng thử qua cái Foreo Luna 2 của bạn mình đó,
thì mình đã thực sự nhận ra cái điểm khác biệt giữa hai cái giá tiền. Một cái máy mặt trị giá 3 triệu và một cái máy mặt trị giá khoảng 700 ngàn. Thì cái khác biệt của nó rất là lớn. Đặc biệt đó là về cái chế độ rung cũng như là về cái sợi lông này nè. Bởi vì những cái sợi lông này trên da của Froyo á, nó rất là êm, nó không có bị cứng như là những cái dòng thiết bị rửa mặt giá bình dân. Thì tại sao mình lại quit, mình lại bỏ đi những cái máy rửa mặt giá bình dân đó? Thì có vấn đề là mình không muốn ngày qua ngày da mình nó sẽ bị chảy xệ cũng như là bị hư tổn cái hàng rào bảo vệ da, bởi vì cái sự thô bạo đến từ những cái cọng lông mà có trên những cái máy rửa mặt giá bình dân. Tập cái máy này mình đã nói trong một hoặc hai clip trước đây rồi, cho nên mình sẽ không có nói nhiều về cái máy này nữa, bởi vì mình cảm thấy là kiểu như ai ai cũng nói về cái máy này, cho nên mình nói là nếu mà nói về cái máy này cũng khá là dư thừa, cho nên mình chỉ chia sẻ cảm nhận nó là cái máy này rất là tốt. Nếu mà các bạn đang có kinh phí thì hãy cứ đầu tư. Ok, là một thứ 4 nghĩa là một cái mục mà các bạn sẽ khá là mong chờ, đó chính là sản phẩm yêu thích của năm 2019 mà mình đã từng trải nghiệm. Thì năm 2019 vừa qua mình đã sử dụng rất nhiều sản phẩm mới, có những sản phẩm cho mình những cái hiệu quả rất là mong đợi, có những sản phẩm chả có tác dụng gì. Mua rất là nhiều cái sản phẩm dở hơi á, kiểu như nó không có cho mình một tác dụng gì á, lâu lâu nó còn khuyến mãi cho mình thêm vài cái một cùng mụn viêm nữa, cảm thấy rất là tức luôn á các bạn. Các bạn hiểu cảm giác này không? Sau này á, mình đã có những kinh nghiệm rút ra, mình cứ tập trung vào những cái sản phẩm, những cái brand mình yêu thích thì mình sẽ mua nhiều sản phẩm của cái brand đó và những cái hoạt chất mà nó thật sự phù hợp cho cái vấn đề hiện hữu trên làn da của mình. Và cái sản phẩm mà mình yêu thích nhất năm 2019 đó chính là Oh my god, who the hell cares? Thì bốn cái chai này tác dụng na ná nhau, đó chính là về việc tẩy da chết hóa học. Thì mình sẽ nói về cái dòng này, cái mà mình yêu thích nhất đó chính là cái Polychoice Daily Purifying Treatment 2% BHA. Thì cái này mình đã nói rất nhiều luôn rồi. Mình cảm giác như là những clip gần đây á, clip nào mình cũng nói á, mà kiểu cảm giác mình xem lại mình cảm giác như là mình đang kiểu PR quá đà cho cái chai này gì đó. Nhưng mà không phải đâu nha, nói là chưa có một cái beauty blogger nào mà được sponsor bởi Polychoice, trừ những người mà có sức ảnh hưởng quá lớn á thì họ mới được sponsor thôi. Còn có những cái hạng mà test real như mình mới có 2000 subscriber thì chắc chắn là không có vụ này đâu ha, cho các bạn yên tâm tuyệt đối về cái minh bạch của mình. Thì cái sản phẩm này mình cực kỳ thích, nó thực sự có hiệu quả trên làn da của mình trong năm 2019, nó thực sự có hiệu quả trong việc giảm mụn, đẩy mụn cũng như là làm sạch lỗ chân lông. Bởi vì mình biết á, cái làn da dầu của mình á là cái tác nhân mà lớn nhất gây nên mụn, đó chính là việc tắc nghẽn lỗ chân lông do dầu bã nhờn. Vì thế cái salicylic acid 2% trong cái liquid này nó đã giúp cho mình hạn chế cái việc mà bị tắc nghẽn lỗ chân lông gây nên mụn cũng như là làm sạch lỗ chân lông đáng kể. Thì cái mục cuối cùng là cái hạng thứ năm mà mình nói tới, đó chính là về favorite beauty blogger. Thì mình đã nói là cái mục này nó khá là nhạy cảm. Tại vì nếu mà nói về những beauty blogger thì có hàng hà sa số luôn, có rất nhiều beauty blogger hiện nay. Thì cảm nhận mình thấy là trong những năm gần đây á, thì cái thị trường beauty blogger nó đang dần bị bão hòa tại Việt Nam. Bởi vì mình cảm thấy là đã có rất nhiều người đang đi theo cái hướng commercial khá là nhiều. Họ PR sản phẩm nó khá là bị lộ liễu á, nói chung là cái clip nào nó cũng có PR, cho nên là mình cảm thấy là mình không có đặt cái sự tin tưởng của mình như trước đây nữa, cho nên mình cảm thấy là mình chuyển dần qua xem những cái beauty blogger của những người tiến sĩ, thạc sĩ, những người mà thật sự có kinh nghiệm, có cái học thức, có cái background trong cái lĩnh vực skincare. Vì thế là họ sẽ có cái tâm của mình trong cái việc review skincare hơn, hoặc là mình follow những cái beauty blogger mặc dù họ không có background là về học dược, học về da liễu, nhưng mà họ có rất nhiều cái những cái nghiên cứu và những cái review của họ thì luôn thiên hướng đánh mạnh về cái thành phần chất cũng như là cái hiệu quả, cái công dụng của chất đó, chứ không phải là chỉ đi theo cái trend hoặc là có một cái mùi BO nào đó trong cái lời review của họ. Cho nên cảm thấy là mình đã xem những cái beauty blogger nước ngoài trong thời gian gần đây nhiều hơn. Và cái người mà mình đã rất thích trong thời gian gần đây cũng như là trong năm 2019 đó chính là beauty blogger tiến sĩ khoa học, không, gọi là chemistry PhD, có nghĩa là tiến sĩ hóa học. Và cô này đó chính là Michelle Wong, có cái Instagram đó là Love Muffin Beauty Science á. Thì cô này ngoài ra còn có một cái
platform, một còn có một cái website chuyên viết về những cái review, đó chính là cái lab Morphine. Thì mình cảm thấy là đây chính là cái nơi mà thật sự hữu ích, đưa cho bạn một bầu trời kiến thức cao rộng và rất rất là hữu ích cho các bạn mà đang muốn tìm hiểu về skincare cũng như là tìm hiểu về những cái hoạt chất. Phần nào mà cô có nhận được sponsor, nhận được quảng cáo thì cô viết hẳn một cái dòng là advertisement hoặc là promotion, kiểu như là cô muốn dành cho người đọc biết được đó là sản phẩm này cô có nhận quảng cáo. Cho nên á, mày tin hay tin thì tùy mày, tin thì tin, không tin thì tin thôi. Cho nên nó là không ai bắt là phải đọc hay tin hết á. Cho nên nó là cứ để quảng cáo, cứ viết quảng cáo vậy thôi. Cô có viết được những cái bài mình cảm thấy rất là đáng đọc luôn á, như là những cái sai lầm trong skincare nè, về những cái hoạt chất đáng quý, về những cái mặt trái mặt phải của cái chất này, của chất A, của chất B. Nói chung á, là khi mà đọc những cái review của cô này cũng như là xem những cái vlog, là cái content mà cô đem lại nó rất là hữu ích và nó rất là thiết thực dành cho tất cả mọi người. Vì thế mình cảm thấy là nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn hãy nên đi tới cái website hoặc là tới Instagram của cô Michelle Wong để đọc thêm nha. Ok, và đó chính là tất cả những cái best of 2019, là những cái về liên quan đến skincare, như là cái cảm nhận, những cái đánh giá riêng của bản thân mình thôi nha. Chứ mình không có dàn trải, mình không có nói về sản phẩm quá nhiều đâu. Tại vì ví dụ như là về cái sản phẩm mình thích đi, hoặc là về cái brand mình thích, mình thích Paula's Choice bởi vì họ có một cái mức giá khá là vừa phải. Tất nhiên á, là cái hiệu quả của họ sẽ không bao giờ mà phải so sánh như là cái Obagi, Peter Thomas, hoặc là SkinCeuticals, hay là Biology Research. Cho nên là có thể các bạn nói là những sản phẩm này nè tốt lắm, của Clinabore nè xịn lắm. Tất nhiên rồi, một cái bộ của họ có thể lên tới 100 triệu, trong khi có sản phẩm của La Choice có mấy trăm ngàn. Thì tất nhiên tất cả những gì mà mình chia sẻ với các bạn trong năm 2019 vừa qua, mình đã trải nghiệm được những điều gì trong skincare, thì mình hy vọng là qua clip này các bạn có thể tóm gọn lại được một cái năm 2019, một cái năm cực kỳ tưng bừng. Thì đâu là những sản phẩm yêu thích, đâu chính là những beauty blogger mà yêu thích. Hãy comment bên dưới để mình có thể biết được hơn về những điều mà bạn đang muốn hướng tới, để mình có thể làm thêm những cái vlog hay hơn, like video cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để mình có thể thêm nhiều cái vlog hay ho hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye.